Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Buổi sáng nay thì mấy chú cháu mình đã làm được con đường đi xuống đến một nửa dốc này rồi đây. Đấy, bây giờ thì con đường đến đây thì nó sẽ phải cua ra con đường cũ. Gốc này đi nhỉ? Bé quá chỗ cua này, nó bé tí. À, nếu không thì phải đánh ra ngoài tận ngoài này, đánh cua ra tận ngoài này. Cua ra tận ngoài này thì không cái này hạ xuống đi. Không, cái này không hạ chứ. Ngoài này phải để nó cao chứ. Ngoài này phải để cao chứ, hạ ngoài thì nói gì. Mày hiểu chưa? Đường đến đây thì nó phải lướt đằng này lên. Ủa cầu vòng. Đấy là cái nguyên tắc của nó. Vẫn phải đánh một tí cái gốc này đi. Này, đi đào đến nó mà. Mà đừng đào bập sâu quá nhá. Để đánh. Khó phết đấy đường. Đi đào nhìn nó còn hơn. Đấy, cứ chơi thẳng đi. Nhưng mà chắc là phải ra khỏi gốc cây này chứ. Cái em gỗ đinh này, này hay là vào đánh cây gỗ đinh đi à? Đánh gỗ đinh vứt đi nhỉ. Cái này lên nó quá thoải mái cho nó chết. Không, nếu thế đi thẳng mẹ vào đây này. Đi thẳng bên ngoài cái em gỗ đinh này. Mẹ á? Ừ. Cua, lại cua kìa. Cua cái gì thẳng tắt ra dưới kia luôn. Thẳng lên đây. Thẳng chéo ra đây. Thẳng tắt luôn. Giờ thẳng bên này mới là thẳng chứ. Bên này mới là thẳng đấy. Cái cua đi à, núi kia luôn à? Cái gì? Chạy một phát theo đây. Chạy một phát thôi đi, ông chặt hai cây kia đi. Đi luôn để đây đi. Đằng nào chỗ này mở rộng mà. Đã đường to rồi. Đã đường thẳng ông chơi rộng. Cần thiết. Chú về thẳng bậc cao quá. Cái gì? Bậc cao quá. Cần thiết thì chạy nó bậc cao cũng phải chịu thôi. Thì bây giờ mình đánh một phát lên tận trên kia cơ mà. Cái gì? Không đi ra đấy làm gì nữa. Không đi vào đấy nữa. Mày muốn đi vào đường cũ ấy à? Đi vào đường cũ thì nó không rộng đấy. Thế này. Phải cuốc bằng sâu bằng cái đáy thôi chứ đường cũ rồi đi. Chuyện ở trên kia giống bon này nhỉ, xuống đây tự dưng bị lạc đề. Mày nhất cứ ăn không? Kéo ngang ra đây đấy, kéo ngang ra đây. Mày lấy cái ấy kia mà cao làm cái gì, mày về mày lấy cái chu vật giới kia mày nhá. Chào đây cả. Đấy, có cốt rộng ra thì đúng không? Rộng từ đây ra thì tăng lên đấy mà. Ờ đúng rồi, đi rộng. Đi rộng suốt rồi. Đường này cho ô tô đi mà. Thằng nào mình từ nãy giờ mình cuốc bao nhiêu công linh tinh là được. Không khỏe thế. Cào ra đi cháu. Đây này. Cào đi, để làm cái chân ở đây. Cào mạnh hẳn ra xa ra, giật xa ra. Dốc này thì mình lấy được cái đất cứng cứng ấy, cái sỏi ấy. Không rộng thì luôn. Mình đi nhiều đường thì nó không bị ấy. Đi chỗ này thì có một đường. Cái đoạn ở dốc này hình như các bạn bảo
đào rộng ra để đi nhiều đường. Nhờ lớp mẹ đường cũ thì rất sợ đâu. Mình đi sang đường bên cạnh này mà, mình có đi vào cái đường ấy nữa đâu mà. Mình không đi vào đường ấy nữa chứ. Chính là về phá trinh. Trên đây có nhiều nhà nghèo không? Chẳng quan tâm. Nhiều. Cô giáo không có mạng hay mình không có mạng đây? Hoạt động. Máy mới hoạt động 20 phút trước rồi. Ôi. Cô giáo đi theo thầy giáo ấy rồi. Nhà gì đó? Thầy giáo Long. Đào măng ai đào thế? Có mà. Đào măng nó đào theo rãnh của nó. Nó bới thêm cái rễ ở chỗ nào. Mai thú thử thêm một khe cái xem nó như thế sao đấy. Nó bới theo cái rễ thế là nó cứ không phải là cứ bới lung tung như à thì thế thì không biết đào rồi. Nó đào vào cái gốc cây nhá, xong nó đào theo cái lần nó rễ nó tính bao nhiêu phân một con thợ băng chuyên nghiệp ấy. Đấy là nó xăm. Nó tính bao nhiêu phân là một cái măng rồi cơ. Bọn nó chuyên nghiệp ấy. Còn cái loại gọi là cứ đi đào bừa thì không nói làm gì. Thế nó mới gọi là nó có người chuyên nghiệp. Làm thế cũng tùy. Nó hủy. Đấy, đến mặt đấy là được rồi. Đừng đào sâu quá nhé. Đào đều đều đi. Đẹp như nhỉ. Quay đi quay lại cứ không. Cái này là cần khả thi nhất. Mất bố thời gian. Mẹ lại còn bị họ mắng giờ đào nát nương tao. Rộng đến đây được rồi nhỉ. Và tí nữa đi, ra đi gần vào. Cho to vào trong bờ đi nữa. Đấy đấy. Cho nó máu. Mai chú vào trong cái giả. Chú thì phải hẹn được cô giáo đấy. Mai chú trong cái giáo thắp đường nhá. Cái gì? Thắp đường dưới này nhá. Phải biết đường nữa chứ. Không, sáng mai tao vẫn ở nhà mà. Thấy hiểu chưa? Mai tao sửa cái đoạn này nhá. Ừ. Cái nào cua quá thì cho thẳng luôn. Thẳng hết chứ không cua quá thì cả cứ. Nó cứ như thế này thì mình cho thẳng luôn. Thế bây giờ đoạn này nhìn thấy rồi. Cua thẳng luôn. Không, chẳng hạn như thế này này. À, đường có cốc rồi. Không, thì chẳng hạn như này nhá. Cái đoạn này nó cứng này thì mình đi cho nó to cái đường cũ này ra. To bóc to ra xong bắt đầu. Nó xuống cái chỗ kia cho ăn vào ăn sát cây thông ấy. Thấy hiểu chưa? Thì có nghĩa là nó đến đoạn này thẳng, nhưng mà thẳng đến chỗ kia nó cua một tí. Thế kia là có nghĩa nó cua chỉ một phát thôi. Cua nhẹ tay cái là mẹ đánh cái đường cua gần chết, xong cuối cùng nó vẫn dốc thế thì phát xuống đấy gì. Bạn có tốc.
Má phì lèn ở đấy gì? Đưa cô chú lại kìa. Không phải 2 mét nữa là 3 mét luôn. Đoạn đường dốc mà nhỉ. Dốc thì mình chơi to tí. Đường dốc này, xuống dốc này kìa. Hai xe tránh nhau còn được. Tránh thoải mái. Đi song song thì vừa đi tuần vừa nãy phép. Thế là không lỡ cào xa xa ra tí. Xói rãnh thì để nước nó chảy ra ngoài này không hơn. Nước nó ít nó không trôi cái đất này đi đâu, nó chỉ trôi điếu trong kia. Nó có thành dòng trong kia nó mới chảy. Đứng yên đường lành cắm mảnh sành vào đít. Thì cuốc ngang cứ dọc. Đang mà đang làm đường cao tốc chứ. Đang làm đường cao tốc này đi mở đường nông thôn. Mở đường mắt đi làm. Ra mà. Gạt theo bên kia giật giật hất hất xa ta để nhiều cái đường rãnh. Có
này nó lao vào đây này, lao đây mới lượn ra này. Lao vào đây, lao vào mép này, lao mới lượn ra. Thấy lửa đấy. Cái gì? Cái đầu này đến đấy đấy. Để phát vào cái khe cây mỡ đấy. Mỡ đào đi gì không? Cần cái gì chỗi đâu. Ấy cái gì chạy mẹ nó chứ chạy nó phát thẳng ở đây này. Em bên trong cái này nhá. Nó chạy ra cái mô này. Nó lao ra cái mô này. Nó lao lên đây thì nó lên. Nó chỉ dốc một tí rồi xong là nó hết. Lâu cái này nó lại nó cái thế mà lâu lúc ta đi xa rồi biết đoạn nào cả đi ra thôi thôi ra mặt này có nhìn thấy cái đoạn đường nó dưới kia như thế mà tôi đi dập thì dạng thốc tôi thì hỏng hết ạ. À. Cái nhà dập thì đã mất của mất hết thì ra hết cỡ luôn đạo cho cái đợt đèn nó đi được lấy gà lên đường bắc mê đúng mà em đảm bảo cái mình leo ẩn. Các bạn ạ, đây con đường chiều nay chú cháu mình làm đây, từ trên kia. Còn dưới này là mình mở rất to nhá, trên kia là mình mở 2 mét, hơn 2 mét đấy. Bắt đầu từ đoạn này trở xuống là mở 3 mét này. Vì dưới này nó thật sự là nó hơi dốc hơn một chút, do đó mình mở rộng để mình đi, có thể đi chữ đi vắt vắt đi cũng được. Đấy. Cái đồi cháy là hiện tại là chú cháu tôi đã mở được 3/4 đoạn đường rồi. Còn 1/4 đoạn đường nữa là xong cái khu vực đồi cháy này. Giờ chú cháu mình nghỉ để về tắm rửa thôi, không lại tối rồi.